con. Chùi đuổi gà chơi trời. Dặn đừng khóc mà vẫn khóc. Nhưng mà cái phần quýnh lộn nhiều quá mọi người ơi, phim bạo lực rồi. Phim này 18 cộng và bạo lực quá, quýnh lộn nhiều quá. Bà can ông chồng nhưng mà đè bà vợ. À, có đoạn nhạc của Ali trong này luôn. Chào mọi người, giờ Bắp đang pha cà phê thì bị lôi ra đây. Reaction cái teaser phim điện ảnh Bố Già của anh Trấn Thành. Và Hà và Kim thì chắc không có nói xạo được. Và có gì thì Trấn Thành phải chấp nhận nhá. 1, 2, 3, bắt đầu. Một điểm cộng là có subtitle tiếng Anh. Cái đâu này mười mấy triệu? Trời đất ơi, ngó xuống mà coi này trời. Nghe nói là trong phim này ngoài anh Thành ra thì có Tuấn Trần cũng đã rất là đầu tư cho phim mà. Đóng phim là phải giảm gần chục ký. Làm việc danh xin stress quá ốp. Này mười mấy triệu nè. Chứ con nghĩ nhiều. Mày điên đầu quán một cái quần với mười mấy. Hơi bị ngược với anh Trấn Thành ngoài đời ha. Cái đôi này mười mấy triệu mà la rồi anh Trấn Thành ngoài đời có thể mua mắc hơn vậy nữa mọi người. Nhưng mà tạo hình quá lạ, quả hình quá đặc biệt. Đây là một cái tạo hình mà khá là cũng giống như là cái phiên bản điện Bố Già nhưng mà của web drama, nhưng mà chúng thấy là đây là một cái màu sắc gì đó nó đời thường hơn và cái hóa trang rất là đẹp. Đó, cái đoạn đầu mới vô là tôi thấy cãi lộn y chang nhà tôi luôn á. Ví dụ như là hồi xưa mà ví dụ như là cái thời mà ba Ali còn sống nha thì cũng hay cãi lộn về những cái chuyện rất là vặt vãnh. Ôi. Cái gì mà hung hít. Trời, chạy cái kiểu gì. Về nhà đó đi mày. And that is those kind of jokes is yeah. True. Sẽ it's real life. You know, you can relate. Sẽ có một cái cảnh mà we can see like every single day on the street. Yeah. Là người ta gọi là nói đùng. Xin lỗi vợ mày coi. Anh xin đổi tóc giả. Bé kia hình như cũng là đổi tóc giả mà sao? Giật quá giật lại giật quá trời. Không thấy tóc giả của ai rớt. Trời ơi, nguyên một cái con hẻo nó ngập luôn. Đây nè. Khi mà xem là Gil rất thắc mắc là làm sao có thể mà dựng nguyên một cái con hẻm to như vậy mà một con hẻm ngập nước. Rồi ngập vào trong nhà luôn, làm sao có thể làm được ta? Trời ơi. Đúng Sài Gòn luôn. Trời cái kiểu gì. Cái cảnh này là cái cảnh mà Dế rất là nhớ về ba của mình. Tại sao không nhìn cho không? Hồi trước ba Dế cũng hay ngồi hàng chì á, xong bây giờ mình đâu có còn thấy được cái cảnh này nữa đâu. Thì khi nãy rất là rất là bất ngờ khi mà anh Thành dựng lại cái cảnh này, tại vì thật sự là cái cảnh này bây giờ nó rất là khó thấy trong cuộc sống, thì mọi thứ nó quá hiện đại đi, mình không còn thấy được cái cảnh mà ông bố ngồi hàng rồi có khi là nói cái đồ chơi hay là những cái món đồ vật cho mình, cho con mình hoặc là cho những cái vật dụng trong gia đình. Bây giờ mình rất là khó thấy cái cảnh này. Tại sao con phải trả nợ cho ông? Bà ông làm gì bà làm? Bà hết thuốc chữa rồi. Chùi đuổi gà chơi trời. Hơi rưng rưng. Không phải là nghe cái câu thoại đâu mà nhìn thấy cảnh ông ba ông ngồi ổng làm á, giống rất là giống, thật sự rất là giống ba Nhi luôn. Rất là hay sửa đồ, sửa đà, âm thầm lặng lẽ nhà hư gì cũng sửa. Cho con thấy cái gì hư là tự động sửa nha, rất là giống ba Nhi nha. Thử hỏi cuộc đời còn có bao nhiêu lần, 10 năm nữa. Dạ, tôi thấm rồi. Nuôi con hay là gì? Ba thật sự á, tự nhiên nhớ tới ba. Thật sự mọi người có thể thấy là muốn rớt nước mắt nhưng mà tí nữa đi event. Cho nên mình không có rớt nước mắt được. Thứ nhất là vui. Thứ hai hoàn hảo và thứ ba cảm động. Ở trong cái đoạn teaser này thì mình cảm giác như là mình được sống trong một cái xóm lao động và mình đang đứng ở giữa trong một cái góc ở Sài Gòn vậy đó. Tự nhiên cảm thấy rất là yêu Sài Gòn và yêu cái xóm của tôi hồi xưa dễ sợ luôn. Bạn mình năm nay giàu rồi.
I think he can make a lot of money. I hope so. Thật sự, ở nhà rớt một giọt nước mắt. Rớt một giọt nước mắt. Mới xem teaser mà đã như vậy rồi thì trailer còn chịu gì nổi. Rồi đi xem phim chịu gì nổi nữa. Bữa ra mắt phim với lịch em chắc cũng ok anh Xìm. Em nghĩ là em có thể đi ra mắt phim được á. Anh hiểu ý em mà đúng không? Anh hiểu ý em đúng không? Mà mặc dù là phim là mùng 1 Tết chiếu, nhưng mà chắc chắn là ra mắt phim là trước đó rồi. Em rảnh á.